Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân. Học tập trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp, vừa làm vừa học, nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong những công tác của mình. Vận dụng tư tưởng của Người về học tập suốt đời, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã dành hơn 80 năm lao động cống hiến để cho ra đời hơn 60 tác phẩm sách đầy giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền. Ông là nguồn cảm hứng của tinh thần không ngừng học hỏi, miệt mài lao động. Dù 104 tuổi nhưng mỗi ngày ông vẫn dành 10 tiếng để nghiên cứu, viết lách. Trong dự kiến của mình, ông đã lên kế hoạch viết ít nhất 10 đầu sách nữa. Đầu năm 2024, ông giới thiệu tự truyện Đi qua trăm năm do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Tôi thì thực là mê sách từ hồi còn đi học tiểu học cơ. Hồi đó là tôi đã ham đọc sách, mà tiểu học sách đọc sách gì, đọc sách sử. Vì đọc sách sử cho nên tôi thấy được cả cái dân nhân của nước Việt mình yêu nước hết sức, hy sinh hết sức khi nền độc lập. Ngoài việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc học tập suốt đời, ông Nguyễn Đình Tư còn học ở Bác nhiều đức tính tốt đẹp, điển hình như tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Cái tinh thần ở tôi học rồi cô thôi, ra cô cùng Nguyễn người là sách là một cái ông thầy toàn diện, đầy đủ tất cả ngôn của xã hội. Đọc sách là coi như mình học, thì đúng giờ cái tinh thần học tập là tôi vẫn dư cho tới bây giờ. Đến một cái nhà nào mà tôi thấy có cái tủ sách nhất, thế nào tôi cũng lại tôi chén nó thì có những cái quyển gì mà mình chưa đọc mà có vẻ hấp dẫn đó thì là tôi lướt quá, không có thời giờ đâu đọc, chẳng phải lướt quá thế người ra nó nói cái gì. Trong ngày sách và văn hóa đọc năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức giới thiệu nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là đại sứ văn hóa đọc trọn đời, góp phần lan tỏa tình yêu sách và thói quen đọc sách đến với cộng đồng. Việc nghiên cứu viết lách đối với ông sẽ là tài sản quý giá về lịch sử để lại cho đời sau.